Nói thẳng, di sản ngổn ngang của ngành điện và sự rời ghế đột ngột của Chủ tịch Dương Quang Thành. Thưa quý vị và các bạn, ngành điện nhiều năm thua lỗ, giá điện dập dình tăng, năng lượng tái tạo thừa mà thiếu sẽ là áp lực rất lớn cho người kế nhiệm ghế nóng của Chủ tịch Dương Quang Thành. Nhìn nhận công bằng, ngành điện đã tạo thành tích đáng ghi nhận. Việt Nam từ nhóm cuối vươn lên nhóm đầu toàn cầu, tạo nên hình mẫu thành công về phát triển năng lượng vài thập niên qua. Hiện là quốc gia có quy mô nguồn điện đứng thứ hai Đông Nam Á, quy mô lưới điện 500 kV dài gần gấp 5 lần chiều dài đất nước. Không chỉ đáp ứng điện cho khu vực sản xuất, đô thị tập trung mà chương trình điện khí hóa nông thôn được đánh giá là một trong những quốc gia thành công trên thế giới. Vì vậy, với 30 năm công tác, ông Dương Quang Thành đã có những đóng góp được ghi nhận cho phát triển của ngành. Nhưng sự ngổn ngang hiện tại của ngành điện khiến dư luận không khỏi lo lắng. Những nút thắt nội tại của ngành sẽ được tháo gỡ bằng cách nào đây? Năm 2022, EVN báo lỗ 26.235,78 tỷ đồng, chưa bao gồm khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện theo hợp đồng mua bán điện từ các năm 2019-2022, lên tới 14.725,8 tỷ đồng. Trong đó, riêng hoạt động sản xuất kinh doanh điện ghi nhận mức lỗ 36.294,15 tỷ đồng. Năm 2023, ngành điện dự kiến lỗ thêm 71.620 tỷ đồng, đưa tổng lỗ giai đoạn 2022-2023 lên 99.305 tỷ đồng. Việc này sẽ làm mất 44,8% vốn nhà nước tại EVN. EVN đang rất khó khăn về tài chính. Giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện như than, dầu khí đã tăng rất cao so với năm 2020. Trong đó giá than tăng gấp 3 lần, thậm chí có thời điểm tăng gấp 4 đến 5 lần và giá dầu tăng gấp đôi. Điều này cũng phản ánh cơ cấu nguồn phát điện của Việt Nam vẫn nghiêng về phía các nguồn điện hóa thạch với chi phí biến động và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như môi trường. Trong khi đó, hàng loạt dự án điện gió, điện mặt trời đã được đầu tư lại gặp nhiều vướng mắc liên quan đến cơ chế mua bán phải cắt giảm công suất. Ban hành cơ chế thuận lợi là trách nhiệm của chính phủ, nhưng cơ quan tham mưu cơ chế lại là EVN. Bên được coi là nhà cái, là người mua độc quyền trong cuộc chơi. Nếu không sớm tháo gỡ nút thắt này, thì dòng vốn đầu tư cho năng lượng tái tạo, vốn được đánh giá là có nhiều tiềm năng và ngày càng rẻ, sẽ tắc nghẽn. Một di sản khác của ngành điện đã được đặt ra từ nhiều thập kỷ, nhưng đến nay vẫn bỏ ngỏ, đó là khi nào có thể tiến tới một thị trường điện cạnh tranh đúng nghĩa. Nhìn sang lĩnh vực viễn thông, chính sự cạnh tranh đã đưa dịch vụ di động từ món ăn xa xỉ trở thành cơm bình dân và trở thành chìa khóa mở ra sức mạnh nội tại của ngành. Mở cửa thị trường viễn thông là quyết định đúng đắn, giúp người dân được hưởng những dịch vụ tốt hơn và các nhà mạng có thêm động lực phát triển. Với ngành điện, việc mở cửa hay phá bỏ thế độc quyền để người mua điện trở thành khách hàng đúng nghĩa, tức là được lựa chọn sản phẩm tiêu dùng, là không dễ, nếu không muốn nói là không thể thực hiện trên bình diện tổng thể. Những đặc thù rất riêng của ngành năng lượng cực kỳ quan trọng với an ninh quốc gia là rào cản không hề nhỏ cho việc tư nhân hóa lĩnh vực này. Có chăng có thể đưa tư nhân vào một số khâu, một số khu vực không được xem là trọng yếu của ngành điện và không bắt buộc phải duy trì độc quyền của nhà nước. Tuy vậy, cơ chế, chính sách cần được xây dựng lại theo hướng tạo điều kiện cho nhà đầu tư. Đồng thời bản thân những lãnh đạo của ngành điện cũng phải cởi trói tư duy cho chính mình theo hướng xóa bỏ tư tưởng độc quyền, mở rộng đón nhận các nguồn đầu tư có lợi. Việt Nam vẫn chưa có một thị trường điện cạnh tranh đầy đủ khi nhà nước vẫn phải gồng mình bù lỗ giá điện cho các đơn vị sản xuất để bù đắp khoảng trống giữa giá thành với giá bán. Nhưng sự can thiệp vào thị trường bằng mệnh lệnh hành chính cần được đặt trong tổng thể lợi ích của người dân, xã hội, tránh tạo ra cú sốc lớn. Trong đó bài toán tăng giá điện là bài toán khó, nhất là khi đây là việc gần như không thể trì hoãn quá lâu bởi giá thành đã cách khá xa so với giá bán lẻ. Ở góc độ vĩ mô, dự thảo quy hoạch điện 8 hơn 2 năm qua vẫn chưa được phê duyệt. Những đổi mới được ví như khoán 10 của ngành năng lượng từ nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược và phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030 đang đòi hỏi được cụ thể hóa. Theo đó cần ra soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan, xây dựng cơ chế, chính sách đột phá để khuyến khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng tái tạo nhằm thay thế tối đa năng lượng hóa thạch. Song song đó, xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng truyền tải, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, nghiên cứu xây dựng mô hình, tổ chức, điều phối. Một nền kinh tế thị trường không thể vận hành trên cơ sở hoạt động của những ngành, những lĩnh vực phi thị trường. Việt Nam có thị trường điện cạnh tranh, sớm hay muộn phụ thuộc vào sự thay đổi tư duy của nhà điều hành cũng như hành động thực tế của họ với mục tiêu bảo đảm lợi ích của đa số người tiêu dùng. Di sản ngổn ngang của ngành điện với khoản thua lỗ lớn, giá điện dập dình tăng,
năng lượng tái tạo thừa mà thiếu sẽ là áp lực rất lớn cho người kế nhiệm ghế nóng của Chủ tịch Dương Quang Thành sẽ nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 5 năm 2023. Máy bay ngắm vịnh rơi trên vùng biển Hải Phòng, Quảng Ninh, 5 người thương vong. Thưa quý vị và các bạn, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trong vụ một máy bay trực thăng bị rơi tại khu vực biển giáp danh giữa vịnh Hạ Long, Quảng Ninh và vịnh Lan Hạ, Hải Phòng. Ông Phạm Quang Hiền, Bí thư Huyện ủy Cát Hải, thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trong vụ một chiếc máy bay trực thăng bị rơi tại khu vực biển giáp danh giữa vịnh Hạ Long, Quảng Ninh và vịnh Lan Hạ, Hải Phòng. Hiện lực lượng chức năng đã phát hiện được 4 thi thể. Danh tính các nạn nhân: 1. Đại tá Chu Quang Minh, sinh năm 1964, phi công. 2. Ông Hồ Tá Lực, sinh năm 1964, trú tại thành phố Đà Nẵng. 3. Bà Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963, trú tại thành phố Đà Nẵng. 4. Bà Hồ Thị Oanh, sinh năm 1962, trú tại thành phố Đà Nẵng. Hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 người và đang tiếp tục tập trung tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Theo lãnh đạo huyện Cát Hải, trước đó chiếc máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 do công ty bay dịch vụ miền Bắc điều hành và quản lý bị mất liên lạc, rơi tại khu vực biển giáp danh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh. Theo thông tin ban đầu, máy bay cất cánh vào lúc 16 giờ 56 phút tại khu vực Tuần Châu, Quảng Ninh. Đến 17 giờ 4 phút, tức là khoảng 5 phút sau khi cất cánh thì bị mất liên lạc. Trước đó, nguồn tin của chúng tôi xác nhận máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 mất liên lạc cùng 4 hành khách Việt Nam và một phi công. Đại diện công ty trực thăng miền Bắc cho biết, người dân và đội cứu hộ đã tiếp cận được vị trí máy bay rơi. Trên website trực thăng.vn, dịch vụ khám phá trực thăng ngắm cảnh Vịnh Hạ Long đưa nhiều thông tin về dòng máy bay Bell 505. Theo đó, trực thăng Bell 505 được công ty trực thăng miền Bắc nhập khẩu nguyên chiếc mới 100% từ Mỹ, cất hạ cánh tại bãi đỗ trực thăng Tuần Châu ngay cạnh cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Máy bay trực thăng Bell 505 hoạt động trên Vịnh Hạ Long là dòng trực thăng hạng nhẹ được thiết kế phần đầu bằng kính trong suốt, giúp du khách ngắm vịnh từ trên cao. Mỗi chiếc Bell 505 có thể chở được 5 người, trong đó có một phi công và 4 hành khách. Được biết, một cháu bé và người nhà hoãn bay vào phút cuối. Bộ Thông tin Truyền thông nói gì về đề xuất cấm TikTok tại Việt Nam? Thưa quý vị, pháp luật của Việt Nam có đầy đủ các quy định, các quy trình, thủ tục để thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, bao gồm giới hạn, chẳng hạn ứng dụng vi phạm pháp luật đối với các nền tảng xuyên biên giới như TikTok. Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin Truyền thông. Sẽ đánh giá tác động ảnh hưởng của TikTok đối với giới trẻ. Tại họp báo khi thông tin về một số hành vi vi phạm pháp luật của mạng xã hội TikTok, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông nêu rõ, trong thời gian qua, mạng xã hội TikTok đã không có các biện pháp kiểm soát hiệu quả những nội dung vi phạm liên quan đến chính trị chống phá đảng nhà nước, tin giả, nội dung nhảm nhí, độc hại, thậm chí là gây nguy hiểm với trẻ em. Bên cạnh đó, việc sử dụng thuật toán phân phối nội dung tự động để tạo xu hướng trend nhằm phát tán những nội dung giật tít câu view, bất chấp đó là nội dung độc hại, phản cảm, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng và giới trẻ, đồng thời không có biện pháp kiểm soát để ngăn chặn hoạt động kinh doanh, buôn bán, quảng cáo hàng giả, hàng nhái, các loại thuốc kích dục, các thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Không quản lý hoạt động của các idol nên để nhiều người có xu hướng sản xuất những nội dung nhảm nhí, thiếu văn hóa để nhắm vào sự hiếu kỳ của người xem, thậm chí còn tạo trend để thu lời từ những nội dung này. Không có biện pháp kiểm soát hiệu quả các nội dung vi phạm bản quyền, không có biện pháp quản lý để người dùng tự ý sử dụng hình ảnh riêng tư, cá nhân của người khác để tung tin giả hoặc bôi nhọ xúc phạm người khác. Trước những vi phạm của TikTok, ông Lê Quang Tự Do cho biết, ngoài kiểm tra toàn diện hoạt động của mạng xã hội này vào đầu tháng 5, Bộ Văn hóa Thể thao sẽ phối hợp với các bộ ngành có liên quan để đánh giá toàn diện về tác động ảnh hưởng của TikTok đối với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời nâng cao hiệu quả của công cụ giả quét, bao gồm cả hình ảnh, video. Trong tháng 5, Bộ Thông tin Truyền thông cũng sẽ tổ chức hội nghị tăng cường hiệu quả quản lý về việc tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam giữa các mạng xã hội xuyên biên giới và các MCN-KOL phối hợp với Bộ Công Thương quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử của TikTok tại Việt Nam. Pháp luật có đầy đủ các quy định để giới hạn, chặn hẳn ứng dụng vi phạm. Trả lời câu hỏi về quan điểm của Bộ Thông tin Truyền thông đối với đề xuất cấm TikTok tại Việt Nam, ông Lê Quang Tự Do cho hay, sau khi kiểm tra toàn diện cùng với bộ ban ngành, cơ quan chức năng sẽ có những đánh giá cụ thể. Tất cả nền tảng xuyên biên giới không tuân thủ pháp luật sẽ không được chào đón tạo điều kiện hoạt động tại Việt Nam.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cho rằng, việc đấu tranh với những sai phạm trên các nền tảng sẽ bằng kinh tế, kỹ thuật, pháp lý, truyền thông và sự tham gia của cả xã hội. Để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, theo ông Nguyễn Thanh Lâm, các bậc cha mẹ cần phải vào cuộc. Internet và các ứng dụng có mặt tiêu cực, thậm chí có các nguy cơ mà các gia đình cần biết. Về việc xử lý các nền tảng xuyên biên giới vi phạm pháp luật, Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông nêu quan điểm, Việt Nam có đủ các quy định, quy trình, thủ tục để thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh mạng, bao gồm giới hạn, chặn hẳn ứng dụng vi phạm pháp luật. Những cuộc kiểm tra tới đây sẽ góp phần vào việc đó. Song song với công tác truyền thông, lãnh đạo Bộ Thông tin Truyền thông mong muốn xã hội, cộng đồng cũng vào cuộc. Khi câu chuyện này trở thành đòi hỏi của cuộc sống, cơ quan quản lý nhà nước sẽ có những biện pháp mạnh để xử lý, ông Lâm nhấn mạnh.